chỉ muốn nhường cho người thôi. Nếu không người không ăn thì tụi con nuốt trọng cho người coi. Dạ, nếu mà mùi mùi đã nói vậy rồi, mời mùi mùi. Ăn đi, người hãy nhìn đây. Con đã nuốt trọng rồi. Nhai cho thằng dạ, con. Dạ. Ngon không? Chán dạ. Quê quê quê. Dạ dạ. Dạ thân thiếp. Tại sao vậy? Tại sao con lại phun mưa nhả ngọc vô mặt ta? Không có đâu. Tại cái trái này á, thù của nó là khi mình ăn vào á thì tự nhiên mưa nó phúng ra rồi. Ta giận rồi. Vậy thì ta thôi, không chơi với các con nữa. Ta vô trong bếp với hoàng thượng. Ta nói là các con không thương nó. Nó thấy bây giờ nằm hay đó. Dạ con đứng. Dắt ta đi vô, ta không chơi với các con. Dạ rồi, dạ rồi. Ta chán lắm rồi. Đừng có như vậy thôi, để con nhận người thôi. Dìu ta vào trong. Dạ. Trời, tự nhiên cái thai nó làm con mệt quá. Thôi nè, không sao cả. Bây giờ con có dìu ta đâu, không ta giận nữa bây giờ. Dìu ta vào. Con dìu dạ. Người vô. Đưa cho ta cây phương trượng. Đây. Dạ. Đây con dìu người vô. Dìu ta vô. Đâu ta vô. Người đi như vậy cho khỏe.